ngày 15 tháng 9, báo Sức khỏe và Đời sống cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức buổi lễ trao quà ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Đây là hoạt động nằm trong chương trình chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 3 do báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức, hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cơ quan Bộ Y tế với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách ngay sau khi cơn bão số 3 xảy ra. Tham dự chương trình có Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo báo Sức khỏe và Đời sống, đại diện các đơn vị đồng hành, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Tham dự còn có lãnh đạo ngành y tế Yên Bái và chính quyền địa phương. Chương trình đã trao tặng đến hơn 150 hộ dân với mong muốn hỗ trợ nhân dân phần nào khắc phục hậu quả, tái thiết cuộc sống và đảm bảo được sức khỏe sau bão lũ. Tổng số tiền mặt và hàng hóa trao ngày 15 tháng 9 là hơn 1,8 tỷ đồng. Trong đó, mỗi hộ dân được trao tặng 3 triệu đồng tiền mặt. Đồng thời, hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên 30 triệu đồng, hỗ trợ 11 trạm y tế thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua, gồm các trạm y tế Nga Quán, Cường Thịnh, Minh Quân, Bảo Hưng, Cổ Phúc, Việt Thành, Báo Đáp, Đảo Thịnh, Y Can, Quy Mông, Hòa Quang với mức hỗ trợ 20 triệu đồng một trạm y tế để tu sửa cơ sở vật chất sau lũ. Chương trình cũng đã trao tặng 20 triệu đồng đến trường mầm non xã Việt Thành bị thiệt hại sau mưa lũ để tu sửa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị. Ngoài hỗ trợ bằng tiền mặt, chương trình đã trao những phần quà gồm thuốc và nhu yếu phẩm thiết yếu cho các đơn vị và bà con nhân dân. Huyện Trấn Yên có 21 xã và thị trấn với hơn 24.000 hộ. Ngay sau khi nhận được thông tin về bão số 3, địa phương đã vào cuộc rà soát hết các hộ nằm ở ven sông Hồng, khu vực nguy hiểm như sườn đồi, núi dốc và lên phương án đưa đến nơi an toàn. Dù đã chủ động vậy, trận lũ lụt lịch sử này đã cướp đi tính mạng của 4 người và làm thiệt hại lớn về tài sản của người dân Trấn Yên. Người dân do phải di chuyển cấp bách, không di chuyển được tài sản nên thiệt hại tài sản tăng cao. Dọc sông là diện tích lúa, ngô, dâu tằm của người dân đều bị vùi lấp, mất trắng hoàn toàn. Bởi vậy mà thiệt hại của địa phương rất lớn, tính sơ bộ ban đầu vào khoảng 600 tỷ đồng. Trong đó, Việt Thành là một trong những xã bị ảnh hưởng nặng nề nhất do lũ lụt trên địa bàn huyện Trấn Yên. Trong số các đơn vị tài trợ, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI đã ủng hộ chương trình 100 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, CVI Pharma còn ủng hộ đợt 1 của chương trình này là 200 suất quà với tổng trị giá khoảng 162 triệu đồng. Trong đó có 200 hộp Bio Baxil, 400 hộp sủi tăng lực VicFresh, 800 hộp vitamin ginseng, 200 hộp xịt mũi, 400 hộp kem bôi da, 200 hộp tinh dầu bạch đàn, 200 hộp sữa tắm gội và 200 hộp xà bông trị ghẻ nước. CVI Pharma là công ty sản xuất và phân phối dược mỹ phẩm với sứ mệnh bảo tồn và phát triển các loại cây dược liệu quý hiếm của Việt Nam. Trong những năm qua, CVI Pharma đã không ngừng tạo dựng và vun đắp các giá trị mới, xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong mạng lưới đối tác chiến lược để hướng tới mục tiêu chung là nâng tầm thảo dược, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân và người tiêu dùng. Ngay khi báo Sức khỏe và Đời sống kêu gọi chung tay cứu trợ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng mưa lũ, CVI Pharma đã lập tức hưởng ứng, thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần vì cộng đồng, giúp đỡ đồng bào trong hoàn cảnh khó khăn. Là một trong những người tham gia chương trình thiện nguyện, Nguyễn Mai Phương, cô gái sinh năm 2000 đến từ huyện miền núi Trạm Tấu, Yên Bái, Hoa Khôi Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2023, top 5 Hoa hậu du lịch Việt Nam 2024, vô cùng hạnh phúc khi được trở về quê hương, góp một chút sức lực nhỏ bé, giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Chia sẻ với báo Sức khỏe và Đời sống, để tham gia chương trình ý nghĩa này, Mai Phương đã dậy từ sớm để chuẩn bị, cùng đoàn xuất phát từ Hà Nội đi huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Là một người con của Yên Bái đang hoạt động tại Hà Nội thì mình chỉ có thể xem những cái hình ảnh qua màn hình nhỏ, và khi xem được những cái hình ảnh đó thì mình cảm thấy vô cùng là đau xót và thương cho những người dân hiện tại đang phải sống ở trong cái cơn bão lũ. Và ngày hôm nay sau khi cơn bão đã đi qua thì hiện tại mình đang rất vinh dự khi được tham gia vào một buổi thiện nguyện cùng với Bộ Y tế để có thể cung cấp những cái nhu yếu phẩm như là thuốc men dành cho người dân, để một phần nào đó hy vọng có thể hỗ trợ người dân vượt qua những cái hậu quả mà bão lũ đã vừa đi qua.